Chào Nguyễn Duy, chào Uyên Nhi. Hello, chào cả nhà. Chào Nguyễn Duy, chào Uyên Nhi nha. Hello, chào Nguyễn Thùy Linh. Chào Phương Quỳnh. Hello, chào Nguyễn Quốc An, chào Phương Quỳnh, chào Nguyễn Oanh, chào Lưu Hoàng, chào Hương Nguyễn, chào Trần Đạo, chào Nguyễn Thị Kiều My, chào Phạm Hương Lan, chào Phương Thúy Nguyễn. Hello, chào Lâm Oanh. Hello, chào Phương Linh. Để thầy độ hóa cho thôi. Đợi thêm một xíu nha. Chào Bình Bồng, chào Gấu. Chào Bùi Anh Thư nha. Hello, chào Trần Đức Anh, chào Phùng Thu Hạnh. Toàn thấy bọn kêu độ thôi. Hello. Chào Nguyễn Quốc Anh. Chú độ cháu tí mai cháu lên. Được. Độ hết. Ngoan là có quà. Hư là không có quà. Ok không ạ? Hello, chào cả nhà. Mai nét căng nhỉ? Hello, các cháu của chúng mình ơi. Được rồi. Hello, chào cả nhà nhá. Cả nhà đang theo dõi buổi học live hôm nay của chúng mình Linh. Hôm nay là cái buổi tổng ôn lý thuyết, tổng ôn toàn bộ tất tần tật lý thuyết hữu cơ lớp 11 từ đầu đến cuối luôn nhá. Hôm nay là buổi chúng mình sẽ tổng ôn cho các cháu tất tần tật lý thuyết hữu cơ từ đầu đến cuối, dành cho tất cả các cháu. Đấy, một phát nhắc lại hết toàn bộ. Trinh ơi, Trinh ơi, bút bi em ơi. Bút đỏ ở trong cái đấy của anh được, trong cái túi laptop. Hello, chiều mai cháu thi. Ok, chào cả nhà. Cả nhà bao giờ thi ạ? Cả nhà comment xem bao giờ thi để chúng mình độ này, xem là bao giờ các cháu thi để chúng mình độ nhá. Nay chúng mình tủ các cháu 5 câu hydrocarbon cracking rất dễ thi, 5 câu carbon cracking cực kỳ dễ thi. Ở đây rồi, đây là 5 câu tủ đấy rồi, nhưng mà mình phải ôn lý thuyết đã chứ đúng không, xong mình mới vào câu tủ. Chào tất cả các cháu nhé, chào Nguyễn Quốc Anh, chào Minh Hằng. Ok, tối qua vừa đấy, đây này, Trần Mai Anh bảo tối hôm qua vừa xem live của chú Minh, tối nay đi thi, hôm nay đi có câu đó luôn đấy, thấy không, học chú Minh vậy chắc chắn trúng các cháu thấy không, cuộc sống mà. Hello, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo học buổi tổng ôn lý thuyết ngày hôm nay của chú Minh Mia Linh ạ. Hello, chào cả nhà. Cả nhà giúp chúng mình share video livestream lại về tường ạ. Và tag các bạn của các cháu bị mất gốc vào trong video livestream này ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu nha. Ok. Thank you tất cả các cháu đã và đang theo học học buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình Mia Linh ạ. Ok ạ. Hello. Chào cả nhà, comment lên fan cứng, ok. Cả nhà sẵn sàng chưa? Cả nhà sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu like ạ.
Sẵn sàng đi chấm cái em ạ. Sẵn sàng đi chấm cái. Rồi mình bắt đầu lại. Ok, sẵn sàng nhá. Giờ chúng mình sẽ tổng ôn phần lý thuyết cho các cháu ạ. Hãy share video livestream này, bởi đây một video livestream free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream này ạ. Đây bây giờ là chúng mình độ hóa cho các cháu nhé. Bây giờ chúng mình độ hóa cho các cháu. Ok không ạ? Sẵn sàng nhá, chấm cái. Ok. Mình bắt đầu tổng ôn thì như như chúng ta được biết thì cái việc mà chúng ta ôn thi ạ. Rồi như chúng ta được biết thì cái việc mà thi kết thúc học kỳ 2 lớp 11 chúng ta nó sẽ tập trung vào phần kiến thức hữu cơ. Trong phần kiến thức hữu cơ đấy thì của chúng ta gồm có hydrocarbon, có các phần chính như là hydrocarbon này, ancol, phenol này, anhít này và axit, thấy chưa? Thì hôm nay chúng ta tập trung vào phần là hydrocarbon và ancol nhá. Thì trong hydrocarbon thì chúng ta sẽ học cái anh đầu tiên là anh ancan, xong đến anken, xong ankdn, xong ankin, xong benzen, rồi ancol. Đấy thì nội dung buổi học ngày hôm nay là như vậy ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo học buổi ngày hôm nay. Giúp chúng mình share lại video này về tường bởi vì nó free, và giúp chúng mình tag các bạn của các cháu ở trong video này. Ok, các cháu nghe thấy chúng mình nói gì không ạ? Ui, nghe ngọt thế nhỉ. Ok, mình bắt đầu nhá. Ok ạ, mình bắt đầu nhá. Sẵn sàng chưa ạ? Cháu nào mà muốn đăng ký các khóa học của chúng mình, đăng ký các khóa học cũng như là đăng ký sách của chúng mình thì vui lòng inbox cho chú Minh nhá. Theo nick Facebook là Vũ Tuấn Minh. Ok. Ok, mình bắt đầu nhá. Đầu tiên mình tổng ôn về A lớn là về anh ăn can. Đầu tiên mình tổng ôn anh A lớn là anh ăn can. A lớn á. Đúng rồi. Đúng rồi. A lớn. An can. Được không ạ? Mày viết hơi bị nhiều ạ. Đầu tiên định nghĩa an can là gì ạ? Định nghĩa an can là gì ạ? An can một la mã. Định nghĩa ở đây chúng mình chỉ nói những cái thằng hay thi thôi nhá. Một la mã định nghĩa. Định nghĩa của an can là một hydrocarbon hydro carbon no và hở. Định nghĩa của ancan là vậy, là một hydrocarbon no mạch hở. Ok, công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 phải không các cháu? Đây là công thức tổng quát của ancan đấy. Ancan là hydrocarbon no mạch hở, có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2. Đấy là định nghĩa nha. Được chưa? Dấu sao thứ nhất. Dấu sao thứ hai đồng đẳng đây rồi. Đồng phân đồng đẳng của ancan. Đồng đẳng của ancan thì là bao gồm là tất cả những cái thằng mà có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2. Chất đứng đầu tiên của dãy đồng đẳng của ancan là chất nào ạ? Chất đứng đầu tiên của dãy đồng đẳng ancan chất nào ạ? CH4 ạ, đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? C2H6 ạ, được không ạ? Thứ ba là C3H8, thứ tư là C4H10, thứ năm là C5H12. Chỗ này chúng ta phải ghi lại để phòng cái việc mà là trong số các chất sau đây có bao nhiêu chất là đồng đẳng của ancan. Đúng không? Đồng đẳng nhá. Đồng phân ạ. Đồng phân thì cái anh đồng phân mà hay bị hỏi nhiều nhất nhá, có hai câu hỏi về đồng phân bị hỏi nhiều nhất. Chúng ta chỉ có hai câu hỏi về đồng phân bị hỏi nhiều nhất thôi. Đây là câu hỏi thứ nhất là C4H10. C4H10 có bao nhiêu đồng phân ạ? Có bao nhiêu đồng phân ạ? Các cháu nhớ xem C4H10 có bao nhiêu đồng phân. Thử làm nhanh cho chúng mình xem nào. C4H10 có bao nhiêu đồng phân ạ? Thứ hai ạ, câu hỏi thứ hai là C5H12 có bao nhiêu đồng phân? Ok, chúng ta đang tổng ôn lý thuyết ạ. C4H10 có bao nhiêu đồng phân ạ? C4H10 có mạch chính đấy ạ, là mạch C4 một đồng phân này. Đồng phân thứ hai là cái này ạ. Đây là đồng phân thứ hai ạ, hai đồng phân ạ. Nhớ chưa ạ? Ok. C5H12, C5H12 có bao nhiêu ạ? 1 đây. C5H12 đây. 5 cộng 0 ạ. Và 4 cộng 1 ạ. Đây. C5H12, đây là đồng phân số 1. Đây là đồng phân số 2
Và đồng phân số 3 là anh này ạ. Được chưa? C5H12 thì có 3 đồng phân. Được chưa? Đấy nhá, các cháu phải nhớ nhá. C4H10 thì có 2 đồng phân. C5H12 thì có 3 đồng phân. Thường chỉ thi đến C5 thôi, không thi nhiều hơn đâu, nên không cần phải học nhiều nhá. Ok. Tiếp tục này, danh pháp. Danh pháp của Ancan. Phần này chúng ta học khá là lâu rồi nên các bạn sẽ bị quên nhiều đấy đúng không ạ? Danh pháp của Ancan thì nó chính bằng là gì ạ? Đầu tiên là số chỉ mạch nhánh. Số chỉ mạch nhánh. Đúng không ạ? Gạch ngang tên mạch nhánh. Tên nhánh. Cộng với lại tên mạch chính. Tên mạch chính. Ui nói này nó hơi bị nhiều lời, hơi nhức đầu. Chúng ta lấy phứa của anh chúng ta gọi tên. Ví dụ như anh này rất hay được gọi tên ạ. Đây. Cháu này thì có tên là gì ạ? Chúng ta ưu tiên đánh số ạ. Đánh số từ vị trí carbon gần nhóm CH3 nhất. 1, 2, 3, 4. Vậy anh này có tên là gì ạ? Hai mê tin. Hai mê tin. Mẹ em phải bón. Đúng không ạ? Bu tan. Ok chưa? Hai mê tin bu tan. Đây là về danh pháp. Thế thì anh này thì ngoài cái tên bình thường mà mọi người vẫn hay hỏi, thì cháu nó còn một cái tên khác ạ. Đó là iso pentan. Và tương tự một anh họ hàng của anh này, của anh đồng phân của anh này cũng hay bị hỏi ạ. Đây ạ, là cháu này ạ. Đây. Cháu này có tên gọi là gì ạ các cháu? Xem nào các cháu có nhớ không ạ? Cháu này có tên gọi là gì ạ? Cháu này tên gọi là gì? Xem nào. Đây này. 1, 2, 3, 2,2, 2,2 dimetin. Đúng không ạ? 2,2 dimetin cái gì ạ? Propan. Nhưng mà ít khi các đề bài hỏi cái này lắm. Mà người ta sẽ hỏi là gì ạ? Tên của anh này là gì ạ? Neopentan. Neopentan các cháu nhé. Đấy, neopentan. Đây là xong danh pháp. Ok, chính xác. Rất nhiều bạn comment đúng. Ok, hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Hai là mã tính chất vật lý ạ. Tính chất vật lý cũng rất hay được hỏi, nhưng mà hỏi chương trình lớp 12 cơ chứ 11 ít hỏi lắm. Là những cái anh mà từ C1 cho đến C4 thì điều kiện thường là thế. Khí. Đúng không ạ? C5. C5 đến C18 là tồn tại điều kiện thường thể. Lỏng. Còn lại C18 trở lên. C18 trở lên là thể rắn. Được chưa? Ok. C1 đến CH4 là không màu, không mùi, không vị. Được chưa? C2, C3, C4 thì có mùi của khí ga. Nhá. C5 đến C10 là nó có mùi của xăng, còn C10 đến C18 là nó có mùi của dầu hỏa. Ok. Đấy nhá. Những anh mà ăn ca này còn được gọi là paraffin nhá, các cháu nhớ ba la mã tính chất hóa học. Ba la mã tính chất hóa học. Ở đây chúng ta chỉ nhắc đến hai tính chất đặc trưng bậc nhất của ancan thôi nhá. Ở đây chúng mình xin phép chỉ nhắc đến tính chất hóa học đặc trưng thôi ạ. Thứ nhất là phản ứng thế. Phản ứng thế của ancan thì chủ yếu là gì ạ? Nguyên tử halogen. Halogen hay còn được viết tắt là X, được chưa? Ưu tiên thay thế hydro của carbon no và có bậc cao nhất. Được chưa? Đấy, nhớ một điều này thôi ạ. Nguyên tử đây. Halogen X ưu tiên thay thế nguyên tử hydro của carbon no có bậc cao nhất. Đây chúng mình có ví dụ luôn. Ví dụ luôn ạ, các cháu nhìn nhá. Ví dụ anh này. Anh này, được chưa? Mà cho tác dụng với lại clo, ánh sáng kích thích, ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1 ạ. Đấy, được chưa? Tác dụng với clo, ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1 thì sao ạ? Đây, chúng ta nhìn nhá. Xem anh này tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm các cháu? Anh này tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ? Bao nhiêu sản phẩm ạ? Tối đa bao nhiêu sản phẩm nhá? Trục đối xứng này. Cháu này giống nhau này. Cháu nào giống nhau đánh số giống nhau 1 1 2 3 4 được chưa? Vậy là tạo được tối đa 4 sản phẩm nhá, tối đa 4 sản phẩm. Tối đa 4 sản phẩm. Nhưng anh nào là sản phẩm chính ạ? Sản phẩm chính phải ưu tiên vào carbon có bậc cao nhất các cháu nhé. Đây carbon bậc cao nhất thì anh nào? Đây sản phẩm chính đây. Giữa ngộn giữa đây anh này bậc 1, anh này bậc 2, anh này bậc 1 thì có cháu này bậc 3. Vậy ưu tiên cắm vào cháu này. CL. Nhớ chưa? Ưu tiên cắm vào carbon có bậc cao nhất nhá. Ok, chính xác. Đấy có rất nhiều cháu comment đúng luôn. Rất là tốt. Đấy, đấy là thế halogen nhá. Thế song song với thế halogen thì chúng ta còn một phản ứng nữa. Làm phản ứng tách. Tách hydro.
hay còn được gọi là gì ạ? Dehydro hóa. Dehydro hóa. Dehydro hóa thì có nghĩa là thằng alkan mà cho vào nhiệt độ áp suất xúc tác, nhiệt độ áp suất xúc tác thì nó tạo thành thằng alken cộng thằng hydro. Được chưa? Nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo thành thằng alken cộng thằng hydro. Đấy là dehydro hóa nhá. Ok. Xong. Tiếp tục ạ, phản ứng cuối cùng ạ. Phản ứng cuối cùng của bọn alkan đấy là phản ứng cháy. Phản ứng cháy này các cháu rất hay bị nhầm. Đây, phản ứng cháy, cháy alkan. Thế thì cháy alkan thì có điều gì cần chú ý ạ? Cháy alkan có điều gì cần chú ý ạ? Thì alkan mà cháy, alkan mà cháy thì chúng ta luôn luôn có là N nước trừ đi NCO2 thì luôn bằng N alkan. Đấy nhá, các cháu nhớ nhá. N nước trừ NCO2 thì luôn bằng N alkan. Đấy là xong. Được chưa? Đấy là xong. Ok, học hết cái này thừa năm chứ. Đúng không ạ? Đây gọi là tổng ôn lý thuyết rồi, tổng ôn lý thuyết cho 11. Ok. Xong về alkan nhá. Ok chưa? Xong về alkan. Sang về ứng dụng. Ứng dụng thì đơn giản, không cần nói năng nhiều đúng không ạ? CH4 là gì ạ? Khí thiên nhiên, đúng không? Đây quan trọng điều chế đấy ạ. Điều chế có hai phương trình điều chế quan trọng. Phương trình điều chế thứ nhất là Al4C3 cộng với lại nước, cái này các cháu hay quên ạ, để tạo thành AlOH 3 lần cộng với lại CH4 nhá. Không cần phải cân bằng, mày cần nhớ được phương trình này là vui vẻ lắm rồi, là hạnh phúc cực kỳ rồi. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình Vôitôi-Suất. Phương trình này còn thi nhiều hơn phương trình số 1, CH3CONa mà cộng với lại NaOH trong thằng CaO thì nó tạo thành CH4 cộng với lại Na2CO3. Nhớ chưa các cháu? Ok ạ. Hóa mà nghe chúng mình thì thừa ba chứ, sợ gì. Đấy, đây là chúng mình hướng dẫn chúng ta ôn xong thằng an can. Giờ mình sang tiếp B, alken. Alken thì sao? Alken thì sao? Alken không phải là ăn kem đâu nhá. Nhiều đứa bảo alken là ăn kem chết. Alken định nghĩa là gì ạ? Cũng là hydrocarbon. Hydrocarbon. Được chưa? Mạch nó cũng hở đúng không ạ? Cũng là mạch hở. Hydrocarbon. Mạch cũng hở. Được chưa? Nhưng chú ý này, nó có một nối đôi CC. Được chưa? Hydrocarbon mạch hở một nối đôi CC. Công thức tổng quát của alken là CnH2n, điều kiện N lớn hơn bằng 2. Nhớ chưa? CnH2n điều kiện N lớn bằng 2. Ok, đây là định nghĩa nhá, đồng đẳng nhá. Đồng phân ạ. Đồng phân của alken chúng ta lưu ý là nó có cả đồng phân hình học. Nào, một la mã đồng phân. Đồng phân của alken. Thì câu hỏi hay bị thi nhiều nhất là anh C4H8 có bao nhiêu đồng phân ạ? Nào các cháu thử nhớ xem nào, C4H8 có bao nhiêu đồng phân? C5H12 có bao nhiêu đồng phân ạ? C5H12 có bao nhiêu đồng phân? Đây chúng mình xin giới thiệu các cháu, đây là cái buổi mà tổng ôn toàn bộ phần kiến thức lý thuyết lớp 11 của chúng mình dành cho tất cả các cháu. Ở đây chúng mình đang ôn toàn bộ lại phần kiến thức lớp 11. Chúng mình sẽ ôn chúng ta là alkan, alken, alkaden, alkin, benzen và ancol ạ. Ok, ở đây là cơ C4H8 có bao nhiêu đồng phân mạch hở? Mạch hở các cháu nhé. C5H12 có bao nhiêu đồng phân mạch hở? Lưu ý ạ. Vậy đây mình có này. C4H8 mạch hở để cháu này nối đôi đây ạ. Một cháu ạ. Đúng không ạ? Hai cháu ạ. Đúng không ạ? Thuộc luôn nhỉ? Cháu thứ ba, ba cháu ạ. Đây đúng không ạ? Ba cháu. Ba cháu như các cháu phải lưu ý nhá. Anh này có đồng phân hình học. Nên C4H8 có 4 đồng phân mạch hở, bao gồm 3 đồng phân cấu tạo. 3 đồng phân cấu tạo cộng với một đồng phân hình học. Nhớ chưa? 3 đồng phân cấu tạo cộng một đỉnh đôi đồng phân hình học, nhớ chưa? Nhớ nhá. Đấy nhá, sorry, đây là C5H10 ạ. C5H10 thì có bao nhiêu đồng phân mạch hở các cháu? Xem còn nhớ không ạ? Bao nhiêu bạn nhớ xem là C5H10 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ạ? Đây chúng mình vẽ nhá, C5H10 đấy ạ. C C C. Đây ạ, một đồng phân ạ. Đây ạ, đồng phân số 2 ạ. Được chưa ạ? Đây ạ, đồng phân số 3. Đây đồng phân số 3. Đây đồng phân số 4 ạ. Đây đồng phân số 4 ạ. Đây đồng phân số 5 ạ. Ủa nhiều thế. Có đồng phân hình học không ạ? Vị trí này không có, vị trí này không có, vị trí này không có, vị trí này không có. Được chưa?
Alo, alo, các cháu ơi, các cháu đợi chú một xíu, nó đang bị trục trặc. Đợi chú mình xíu nha. Bị lỗi, bị lỗi, bị lỗi. Alo, các cháu đợi chúng mình một xíu. Nó đang bị lỗi cái chỗ cắm sạc. Trinh ơi! Alo, alo, alo. Xin lỗi các cháu vừa nãy bị lỗi một chút, bởi vì là cái máy quay của chúng mình nó bị sập. Giờ ngon rồi ạ, giờ quay trở lại bình thường rồi. Ok, bắt đầu tiếp nha. Ok, chúng mình độ các cháu môn họa. Ok, mình quay trở lại tiếp. Ở đây mình có này, ở đây mình có này. C5H10 có đồng phân mạch hỏi đây là 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? 5 đồng phân. 5 đồng phân, vậy thêm anh này nữa, đồng phân hình học nữa, lại vậy là tổng cộng nó có mấy ạ? Có 6 đồng phân nhá. 1 2 3 4 5 cộng với một đồng phân hình học, 6 đồng phân. 6 đồng phân mạch hở mà ngoặc đơn này, 6 đồng phân cấu tạo cộng với một, sorry, 5 đồng phân cấu tạo cộng với một hình học. Ok. Được chưa? Đấy là những cái câu mà hay thi nhất. Hai La Mã danh pháp ạ. Hai La Mã danh pháp. Ok, vừa nãy có một chút trục trặc về mặt kỹ thuật. Cảm ơn tất cả các cháu vẫn cố gắng học cùng chú Minh ạ. Hãy share video này rồi đây một video free ạ, giúp chú Minh tag các bạn của cái cháu bị mất gốc vào đây để chú Minh độ môn hóa nhá. Danh pháp ạ. Danh pháp thì tương đương với cái việc là danh pháp thì cái việc mà gọi tên bọn anken ấy theo danh pháp thay thế. Anken nó có hai cái, một cái là tên thay thế. Tên thay thế. Tên thay thế của anken thì nó giống anken, nó giống với ankan. Nó chỉ cần bỏ an thêm en thôi là ok. Được chưa? Còn tên thường ạ. Tên thường của bọn anken thì nó cũng bằng ankan. Nhưng mà nó thêm đuôi y len. Nó thêm đuôi y len. Ví dụ ạ. Ví dụ anh đầu tiên ạ. Ví dụ anh đầu tiên.
mà chúng ta hay thi nhiều nhất là anh C2H4, thì tên thay thế của nó là eten, được chưa? Nhưng tên thường của nó là etilen. Ok, được chưa? Anh C3H6, tên thay thế của nó là propen, tên thường của nó là propylen. Ok chưa? Đấy rất là dễ rồi, đâu có khó lắm đâu ạ. Anh C4H8, ví dụ anh này đi ạ, thì anh này được gọi là gì ạ? Bút gì ạ? Không phải bút đâu ạ, bút là chết ạ. Hai mê tin, tên này thế, hai mê tin, được chưa? Prop 1N, còn tên thường của cháu nó sẽ là iso butylen. Đấy, đây là những cái tên mà hay thi bậc nhất, đây là những cái tên mà hay thi bậc nhất mà chú Minh thấy rằng là nó rất hay thi, nên chú Minh nói lại cho các cháu nhớ. Các cháu chỉ cần nhớ cái phần này thôi là hoàn toàn có thể chống mất gốc được hóa nhá. Chúng ta sang tiếp ạ. Đây sau danh pháp nhá. Ba la mã tính chất hóa học. Tính chất hóa học, tính chất hóa học bọn này dễ lắm. Cực kỳ dễ. Nó đơn giản là môn hóa học cực kỳ dễ luôn. Các cháu chú ý này. Thứ nhất này, đầu tiên là phản ứng đầu tiên của nó là phản ứng cộng nhá. Phản ứng cộng của alken thì nó có hai thằng cộng. Một là cộng hydro. Được chưa? Một là cộng hydro. Một là cộng hydro. Cộng hydro. Được chưa? Một là cộng hydro. Cộng hydro thì chúng ta luôn luôn có là alken mà cộng H2 nhá. Alken mà cộng H2 á thì nó tạo thành gì ạ? Alkan. CN H2N cộng 2. Được chưa? Alken mà cộng với lại hydro thì tạo thành alkan nhá. Tiếp tục ạ. Cộng clo với cộng brom hay còn được gọi là cộng X2 đấy ạ. Cộng X2 hay còn được biết đến là cộng clo hay là cộng brom. Được chưa? Thì ta luôn luôn có là CN H2N cộng với X2 để tạo thành CN H2N X2. Ok. Đấy nhá, nhớ nhá, chúng mình độ hóa đấy. Vậy ở đây chúng ta có một cái điều chú ý nho nhỏ thôi ạ. Đó là alken thì luôn làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Luôn làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Đấy, nhớ các cháu nhá. Alken luôn làm mất màu dung dịch brom điều kiện thường. Đấy, có chứng minh được gì đâu, làm sao mà toang được đâu. Thứ ba là cộng HX ạ. Cộng HX để thú vị nhất ạ. Cộng HX này thì các cháu chú ý cho chú Minh là X. Chú ý nho nhỏ ạ. X ưu tiên cộng vào carbon có bậc cao hơn. Nhớ chú Minh nha. X ưu tiên vào carbon có bậc cao hơn. Ví dụ như đây 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 đây. Propen, đây thằng propen đây mà cộng với HBr thì chúng nó đớp nhau ở điều kiện thường các cháu nhé. Chúng nó đớp nhau ở điều kiện thường để tạo thành C này, C này, C này. Được chưa? Nó có thể nó tạo thành hai sản phẩm, hoặc là brom cắm ở đây thì hydro cắm ở chỗ còn lại, hoặc là brom cắm vào đây thì hydro cắm ở chỗ còn lại. Nhưng trong hai anh này chỉ có một anh là sản phẩm chính, một anh là sản phẩm phụ thôi, được chưa? Thì sản phẩm chính là ưu tiên cắm vào carbon có bậc cao hơn. Vậy đây là sản phẩm chính này, sản phẩm chính, các cháu nhìn nó chưa? Đấy nhá, đây là cộng HX, được chưa? Đây là phản ứng cộng nhá. Bây giờ mình sang tiếp theo là phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng hợp thì thế nào? Phản ứng trùng hợp thì khó hơn nhá. Phản ứng trùng hợp nhưng mà bắt tủ dễ hơn. Các cháu cần nhớ nho cho chú Minh một vài anh sau đây là bắt tủ được luôn. Trùng hợp, trùng hợp thì chúng ta có đấy ạ. Thứ nhất ạ, trùng hợp là phản ứng gì ạ? Từ nhiều phân tử nhỏ kết hợp lại với nhau trở thành một phân tử to, được chưa? Bản chất của phản ứng trùng hợp là từ nhiều phân tử nhỏ cấu trúc giống nhau kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn. Vậy ở đây mình có trùng hợp đây. Đầu tiên là CH2 nối đôi CH2, cháu này là etilen. Etilen trùng hợp nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành gì ạ các cháu? Etilen mà trùng hợp thì tạo thành gì ạ? Polyethylene, đúng không ạ? Để tạo thành polyethylene tất cả n lần, được chưa? Đấy các cháu nhớ nhá, ethylene trùng hợp thì tạo thành polyethylene. Polyethylene viết tắt đó là PE. PE, được chưa?
Đấy là một đầu tiên. Anh thứ hai ạ, propylen ạ, CH2 nối đôi CH CH3 N lần. Cháu này tên gọi của cháu nó là propylen. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì nó tạo thành cháu này ạ, CH2 CH CH3 tất cả N lần. Cháu này có tên gọi là poly propylen. Đấy, các cháu cần chú ý nha. Hết sức phải chú ý những anh này, bởi vì những anh này cực kỳ quan trọng, rất rất dễ thi ạ. Học thuộc luôn đi ạ. Cháu thứ ba lại một anh nữa cực kỳ hay thi là vinyl chlorua. Vinyl chlorua, nhựa PVC ạ, một trong ba cháu này sẽ có trong bài thi học kỳ của các cháu. Một trong ba anh này sẽ có trong đề bài thi học kỳ của cháu. CH2 CHCl. Đây. Cháu này có tên gọi là vinyl chlorua. Vinyl chlorua thì nhiệt độ áp suất xúc tác thì nó sẽ tạo thành là poly vinyl chlorua. Vinyl chlorua hay viết tắt là PVC, được chưa? Đấy, rất là dễ thôi ạ. Viết tắt là PVC, được chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục nha, sẵn sàng chưa? Tiếp tục nha. Đây là xong trùng hợp ạ. Cuối cùng là oxy hóa. Oxy hóa. Oxy hóa thì thế nào ạ? Oxy hóa thì đơn giản lắm các cháu. Oxy hóa thì cực kỳ đơn giản luôn. Là thứ nhất là alken thì nó làm mất màu dung dịch K1O4. Mất màu dung dịch K1O4 ở điều kiện thường. Nhớ chưa? Alken là mất màu dung dịch K1O4 ở điều kiện thường. Nhớ nhá. Thứ hai ạ, cháy ạ. Cháy của alken thì luôn luôn có một điều đặc biệt là N nước luôn bằng NCO2. Vậy thôi, thế là xong rồi. Dễ ở nọt. Cực dễ luôn ạ. Ok, thấy bạn nào mà thấy hóa khó thì mẹ hơi được buồn, bởi vì hóa mà học trung bình thì thấy nó cực kỳ dễ luôn. Nào, cuối cùng nhá, điều chế. Ứng dụng. Thế thì trung bình nhắc một chút là ứng dụng là của anh ethylene thì hay được dùng để làm cho hoa quả nhanh chín nhá. Thế còn điều chế. Điều chế ethylene thì thường hay đi từ CH5OH, đây là phản ứng tách nước. H2SO4 170 độ C đúng không? Để tạo thành C2H4 cộng với lại H2O để phản ứng tách nước. Đấy, dễ lắm. Xong alken. Xong alken nhá, sang C này. Alkadien. Alkadien. Alkadien được định nghĩa là gì ạ? Cũng là hydrocarbon ạ. Cũng là hydrocarbon. Cũng là hydrocarbon. Được chưa? Cũng mạch hở. Nhưng trong phân tử của nó lúc này có hai nối đôi CC ạ. Thực ra về alkaden thì chúng ta chủ yếu học về alkaden liên hợp. Chúng ta chủ yếu học về alkaden liên hợp. Và với alkaden liên hợp, với alkaden liên hợp thì chúng ta lại chỉ học về có hai anh thôi ạ. Anh đầu tiên là gì ạ? Buta 1,3 dien. Buta 1,3 dien hay viết tắt là buta dien. Được chưa? Và anh isoprene. Isoprene. Chúng ta chỉ học về anh này thôi. Nhá. Với cái bọn mà alkaden chúng ta chủ yếu học về hai anh này. Một anh là buta 1,3 dien, một anh là isoprene. Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ hai anh này ở trong bọn alkaden thôi, không cần phải nhớ nhiều. Về mặt tính chất hóa học, tính chất hóa học của tụi alkaden rất là thú vị thì nó có chủ yếu tính chất là tính chất phản ứng cộng. Được chưa? Cộng hydro thì đơn giản rồi, không phải nói năng gì nhiều. Ở đây chúng mình chú ý đến cộng X2. Đây là cộng hydro thì đơn giản nhá. Cộng hydro thì đơn giản, không nói nhiều. Ở đây cộng clo và cộng brom cơ ạ. Cộng clo và cộng brom cơ ạ. Thì bọn này là cần phải chú ý hơn nhiều nhất này. Chú ý này, cộng clo với cộng brom này, hết sức để ý vào đây nhá. Đầu tiên là buta dien. Buta dien mà cộng với lại brom thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm các cháu ơi? Tỷ lệ 1:1 nhá. Buta dien mà cộng với lại brom thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ? Khi mà chúng mình cho tỷ lệ 1:1 ạ, bao nhiêu sản phẩm ạ? Các bạn còn nhớ không ạ? Nào nào. Buta dien mà cộng với lại brom thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ?
Hãy share video này, mà đây một video free ạ, giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc và sợ hóa các cháu vào đây ạ, để chúng mình độ hóa cho ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Cháu nào muốn đăng ký khóa học của chúng mình dành cho lớp 11 và lớp 12 trước thì hoàn toàn inbox cho chúng mình theo nick là Vũ Tuấn Minh nhá. Nào, bao nhiêu sản phẩm ạ? Rất nhiều cháu chết ạ. Với cộng tỷ lệ 1:1 này thì nó có thể ở cộng vị trí 1:2 đúng không? Đây. Đây ạ. Cộng ở vị trí 1:2. 1:2 thì chúng mình chuyển ở đây. Brom ạ. Brom ạ, một sản phẩm. Và cộng ở vị trí 1:4 ạ. 1:4 đây ạ. Brom ạ. Brom. Và rất nhiều cháu chọn hai sản phẩm. Nhưng ở đây nó tổng cộng có 3 sản phẩm, bởi vì anh này có đồng phân hình học. Được chưa? Vậy chú ý chúng mình nhá. Butadiene. Butadiene mà tác dụng với lại Brom thì tạo thành 3 sản phẩm. Trong đấy có 2 là cấu tạo, cộng với 1 là hình học. Nhớ chưa? Vậy nếu để bài hỏi tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm thì nhớ tôi cho chúng mình là có 3 sản phẩm nhá. Đấy là với anh Butadiene. Thế còn lại với anh Isoprene thì sao ạ? Thế còn lại với anh Isoprene thì sao? Các cháu nhìn nhá. Isoprene đây ạ. Isoprene mà tác dụng với Brom theo tỷ lệ 1:1 thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ? Các cháu xem nào. Isoprene mà tác dụng với lại Brom thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ? Khó đấy ạ. Cái này rất hay thi ạ. Thi thì thi sẽ vào một trong bốn cái câu sau ạ. Butadiene tác dụng với Brom tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Isoprene tác dụng với Brom tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Butadiene tác dụng với lại HCl tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Và Isoprene tác dụng với HBr tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Thì một trong bốn cái câu đấy sẽ có ở trong cái đề thi cuối học kỳ của các cháu ạ. Đây các cháu nhìn nhá. Đầu tiên là cộng 1:2 ạ. Cộng 1:2 thì Brom vào đây. Brom vào đây ạ. Đúng chưa ạ? Cộng 3:4 ạ. Cộng 3:4 ạ. Đây cộng 3:4 đây. Thì Brom vào đây. Brom vào đây ạ. Được chưa ạ? Và cuối cùng là cộng 1:4 ạ. Cộng 1:4 ạ. Thì Brom vào đây. Và Brom vào đây ạ. Rất nhiều cháu là chọn thu được 3 sản phẩm. 1, 2, 3. Nhưng thực ra chúng ta có 4 sản phẩm. Nhá. Chú ý cho chúng mình này. Isoprene. Isoprene mà tác dụng với lại Brom thì nó tạo thành 4 sản phẩm. Trong đấy có 3 cấu tạo cộng với lại 1 hình học. Nhá. 3 cấu tạo của 1 hình học nhá. Các cháu nhớ nhá. Ok chưa? Ok. Thank you tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình trong buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy giúp chúng mình share cái video này vào đây, một video free ạ. Giúp chúng mình tag tất cả các bạn của cháu vào đây để chúng mình độ hóa. Nhất là share trong các lớp và nhóm lớp của các cháu để cho các bạn cùng biết, để cùng có thể không sợ môn hóa nữa. Ok, đấy nhá. Đấy là bắt tủ cho chúng ta về Butadiene cộng Brom. Nhớ 3 sản phẩm. Isoprene cộng Brom, 4 sản phẩm. Ghi luôn máy tính đi ạ. Với nữa mang vào phòng thi để mà thi nhá. Tiếp tục ạ. Vẫn còn cộng nữa. Cái này cộng khó hơn một chút. Đấy là cộng HX. Nào, cộng HX thì sao ạ? Cộng HX. HX ở đây chính là cộng HCl, HBr hay là HOH, nhưng rõ ràng hay thi nhiều nhất là HBr. Thì chúng ta vẫn có là butadiene, butadiene mà tác dụng với lại HBr theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Xem nào các cháu còn nhớ không ạ? Butadiene mà tác dụng với lại HBr thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? À chú Minh, chú ý chú Minh một chút nhá. Bao nhiêu ạ? Ở bao nhiêu ạ? Ở 40 độ C thì ưu tiên là cộng 1:4. Có nghĩa ở 40 độ C thì cộng 1:4 là sản phẩm chính. Còn ở âm 80 độ C thì ưu tiên cộng 1:2. Có nghĩa ở âm 80 độ C thì cộng 1:2 là sản phẩm chính. Nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Ok. Nào xem nào. Anh Butadiene mà tác dụng HBr thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Đây, cộng 1:2. H vào đây, Br vào đây. Đúng chưa? Vẫn còn nữa đấy ạ. Vẫn là cộng 1:2 ạ. Thì Br vào đây, H vào đây. Được chưa? Ok chưa? Cộng 1:4 nha. Cộng 1:4 à. H vào đây, Br vào đây hết rồi. Và riêng anh cộng 1:4 thì cháu này có đồng phân hình học. Vậy suy ra butadiene mà cộng với HBr theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo thành tối đa 4 sản phẩm nhá. Đấy, nhiều cháu chết này. Ba có chết không? Đó, nhớ này. Butadiene mà tác dụng với HBr thì tạo thành 4 sản phẩm.
Trong đấy có 3 cấu tạo cộng với một hình học. Nhớ cho chúng mình nha, không đi thi là toang đấy ạ. 3 cấu tạo và một hình học. Nhớ chưa? Ok, tiếp tục nha. Isoprene thì sao ạ? Isoprene mà tác dụng với HBr thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ? Xem các cháu nhớ không ạ? Isoprene mà tác dụng với HBr thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm ạ? Isoprene mà tác dụng HBr thì tạo thành tối đa bao nhiêu sản phẩm? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 7 có đúng không ạ? Xem nhá. Cộng 1 2 cộng 1 2 HBr này, vẫn cộng 1 2 ạ, vẫn cộng 1 2 ạ. Br H ạ. Được chưa ạ? Sang cộng 3 4 ạ. Cộng 3 4 ạ. Cộng 3 4. Cộng 3 4 H Br vẫn cộng 3 4 ạ. Vẫn cộng 3 4 ạ. Đây. Br H ạ. Được chưa ạ? Bây giờ mới đến cộng 1 4 ạ. Cộng 1 4 ạ. H Br và vẫn là cộng 1 4 ạ. Ui căng nhờ. U rồi đi thi này toang đúng không? Br H tổng cộng bao nhiêu sản phẩm các cháu? 1 2 3 4 5 6 nhiều cho tô 6 là toang. Tại sao lại toang ạ? Thằng này không hình học, thằng này không hình học, thằng này không hình học, thằng này không hình học. Đúng không? Thằng này không học nhưng thằng này có hình học ạ. 7 đồng phân. Chú ý chúng mình nhá. Isoprene mà tác dụng với HBr thì tạo thành 7 sản phẩm. Trong đó chú ý là tỷ lệ 1:1 nhá. Trong đó có 6 cấu tạo cộng với lại một hình học. Nhớ chưa? 6 cấu tạo của một hình học. Ok, đấy là phản ứng cộng nhá. Chúng ta còn một phản ứng nữa của bọn là butadien nữa cũng rất hay thi, đấy là phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng hợp rất hay thi, rất hay được hỏi ạ, bởi vì nó liên quan đến cao su ạ. Cao su rất quan trọng, sau này các bạn nam phải dùng rất là nhiều ạ. Đây ạ, butadien mà nhiệt độ áp suất xúc tác nhá. Đây nó tạo thành đây ạ, C nối đôi C, C đây là cao su buna N lần, N lần cao su buna. Có nghĩa là gì ạ? Butadien trùng hợp thì tạo thành cao su buna, các cháu nhớ nhá. Thứ hai ạ, isoprene. Isoprene mà trùng hợp nhiệt độ áp suất xúc tác. Được chưa? Thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Cao su thiên nhiên các cháu nhé. Nó sẽ tạo thành cao su thiên nhiên. Được chưa? N lần. Cao su thiên nhiên. Ok chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Điều chế bọn này không quan tâm nhá. Ứng dụng thì nhìn biết đâu, làm cao su. Được chưa? Ngoài ra thì người ta có thể là đồng trùng hợp thêm lưu huỳnh nữa để tạo thành cao su lưu hóa. Đồng trùng hợp với styren để tạo thành cao su buna-S nhá. Ok. Dễ không ạ? Căng phết nhờ. Hơi bị khó đấy ạ. Ok, có chút binh độ rồi thì sợ gì? Đúng không? Đấy là chúng ta xong về alkaden. Bây giờ mình sang alkin nhá. Mình sang alkin cùng chúng mình à. Alkin thì thế nào? Alkin thì căng hơn một chút. À còn một chút nữa, bởi vì alkaden này thì nó có nối đôi nên thì chắc chắn nó làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường ạ. Ở điều kiện thường ạ. Nhá, nhớ chưa? Và phản ứng cháy của nó. Thì lưu ý cháy alkaden chúng ta luôn luôn có là NaCO2 trừ N nước thì luôn bằng N alkaden. Được chưa? Luôn bằng N alkaden. Nhớ chưa? Đấy, rất là dễ luôn nhá. Ok, tiếp nào. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. Ankin à, xem các cháu còn nhớ gì về ankin. Ankin. Ankin ạ, định nghĩa ankin là gì ạ? Định nghĩa ankin là gì ạ? Là cũng là hydrocarbon đúng không? Cũng là hydrocarbon. Cũng mạch hở. Được chưa? Và trong phân tử có một liên kết 3CC. Hydrocarbon mạch hở có một liên kết 3CC. Xong. Tiếp tục ạ, công thức tổng quát của ankin giống alkaden CnH2n trừ 2. Mỗi tội ở đây n phải lớn hơn bằng 2. Đấy là xong về định nghĩa nhá, đồng đẳng nhá. Sang đồng phân ạ.
đồng phân của ankin. 1 đồng phân. Đồng phân của ankin thì tìm như ankan. Bây giờ hay hỏi nhiều nhất là C4H6 có bao nhiêu đồng phân ankin? Và C4H6 có C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankin ạ? Đấy. Thì lưu ý cho chúng mình là bọn ankin thì không có đồng phân hình học nhá. Lưu ý cho chúng mình là bọn ankin thì không có đồng phân hình học nên mình không phải quan tâm nhiều đồng phân hình học. Thế bây giờ cho chúng mình hỏi nào, C4H6 thì có bao nhiêu đồng phân ankin ạ? Nào, C4H6 thì có bao nhiêu đồng phân ankin ạ? Xem các cháu có nhớ không ạ? Hãy share video này bởi đây một video free ạ và giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này ạ. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu. Đây là buổi livestream tổng ôn lý thuyết của chúng mình. Tổng có một loạt từ hydrocarbon đến ancol ạ. Nào, bao nhiêu đồng phân ankin? Đây C4 đây. C4 đây ạ. Một cháu ạ. Hai cháu ạ. Mỗi hai cháu thôi ạ. C5 ạ. Một cháu ạ. Hai cháu ạ. Ba cháu ạ. Ba cháu thôi ạ. Dễ không ạ? Quá dễ. Ủa, C4 có 2, C5 có 3 nhá. Đấy là xong về đồng phân của ankin. Danh pháp ạ. Danh pháp. Thì nếu mà chơi theo danh pháp tên thay thế, tên thay thế, thì tên của bọn ankin thì chính bằng tên của ankan. Tên của ankan bỏ an thêmin. Được chưa? Đây đây nhìn nhá, tên thay thế và nó có tên thường ạ. Tên thường thì mình phải học thuộc thôi chứ biết làm sao được. Tên thay thế và tên thường. Đây, mình có tên thay thế ạ. CH nối 3 CH thì tên anh này là gì ạ? Etin nhá. Nhưng tên thường nó là acetylene. Nhớ chưa? Tiếp tục ạ. Cháu này thì sao ạ? Cháu này thì sao? Cháu này thì tên là gì ạ? 1, 2, 3. Cháu này là propin. Và tên thường của cháu này là metin acetylene. Nhớ chưa? Còn một cháu nó cực kỳ hay thi ạ. Cháu này ạ. Cháu này không bao giờ hỏi về tên thay thế mà chủ yếu hỏi về tên thường. Thì tên thường cháu này là vinin acetylene. Đấy, trên đây chúng mình vừa tổng hợp một vài cháu nó rất là hay thi dành cho các cháu để các cháu nhớ, để mà các cháu còn thi chứ không là toang. Cháu này là bút một in. Đấy, thi cũng chỉ thi đi thi lại vào mấy cháu này thôi nên là không cần phải phải quá lo lắng đâu, có chúng mình đây độ rồi, không có gì phải sợ hết nhá. Có gì thi là phải chúng mình độ hết, chúng mình cần tin. Ba la ma tính chất vật lý không quan tâm nhiều, sang tính chất hóa học. Ba la mã tính chất hóa học. Thì tính chất hóa học lưu ý cho chú Binh là phản ứng cộng. Thì nhớ nhớ muốn tí xíu rồi thôi ạ. Với cộng hydro thì xúc tác niken nhiệt độ thì ankin cộng hydro tạo thành ankan. Được chưa? Còn dưới một cái xúc tác nữa ạ. Phở dê trên phở bò CO3. Được chưa ạ? Với cái xúc tác phở dê trên phở bò thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Nó sẽ chỉ là phá nối 3, phá liên kết 3 thành liên kết đôi thôi ạ. Ví dụ ạ, acetylene, thằng này hay thi lắm, cộng với lại hydro mà xúc tác phở dê trên phở bò thì nó tạo thành đây ạ. Nhớ chưa? Nhớ nhá, không được quên đâu ạ. Ngoài ra nó làm mất màu dung dịch brom clo ở điều kiện thường. Dĩ nhiên là có tác dụng, có tác dụng với HX. Nhưng trong tác dụng với HX này thì chúng mình yêu cầu các cháu nhớ hai cái phương trình sau. Hai cái phương trình sau là quan trọng nhất. Thứ nhất là acetylene tác dụng với lại nước. Được chưa ạ? Nào, acetylene tác dụng với nước thì tạo thành gì ạ? Và propin. Propin ạ. Tác dụng với nước ạ. Nào, thử xem cháu nào còn nhớ ạ. Acetylene tác dụng với nước thì tạo thành gì ạ? Acetylene tác dụng với nước thì tạo thành gì ạ? Căng phết. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi và ủng hộ chúng mình ạ.
hãy share video này bởi đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn các cháu vào trong video này vậy ạ. Thank you tất cả các cháu ạ. Một video hay như này mà không like thì thật là tiếc ạ. Ok, đây là của lớp 11 ạ. Nào. Xem nào. Anh này tạo gì ạ? CH3 CHO anhydride acetic rất hay bị hỏi nhá. Anh này tạo thành CH3 CO CH3 nhớ nhá, hai phương trình này thi nhiều lắm các cháu ạ. Thi cực kỳ nhiều và rất nhiều cháu comment sai ở đây nhá. Nhớ đấy, thi cực kỳ nhiều. Thứ ba còn một phản ứng quan trọng bậc nhất nữa. Đó là tác dụng với AgNO3 trong NH3. Thì lưu ý cho chúng mình này, để tác dụng được AgNO3 trong NH3 thì chỉ có bọn nào ạ? Tác dụng được chỉ có bọn An 1 in thôi ạ. Nhớ nhá, chỉ có tụi An 1 in tương đương với việc là liên kết 3 đứng ở đầu mạch thì nó mới có phản ứng thế ông bà. Đây này, chúng mình ví dụ này. Đây, có hai cháu hay thi nhiều nhất, HC nối 3 CH mà cộng với lại AgNO3 trong NH3 thì anh này có hai hydro linh động đính vào liên kết 3 này. Được chưa? Thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Ag C nối 3 C Ag kết tủa màu vàng, các cháu nhớ nhá. Để nhận biết bọn an một in cho tác dụng Ag nối 3 thì tạo thành kết tủa màu vàng. Được chưa? Anh tiếp theo, anh propin cũng hay thi ạ. HC nối 3 C CH3 mà tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì cũng tạo thành Ag C nối 3 C CH3, cháu này cũng kết tủa màu vàng. Được chưa? Và vậy đây là phương pháp để nhận biết bọn an một in, các cháu nhớ nhá. Đấy, được chưa? Rất là dễ thôi, đâu có gì khó khăn lắm đâu. Cuối cùng trong phần tính chất hóa học này thì lưu ý chúng mình là ankin thì làm mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường. Ankin là mất màu dung dịch KMNO4 ở điều kiện thường. Phản ứng cháy của nó thì ta luôn luôn có là NCO2 trừ N nước thì bằng N cháy. Ok chưa? NCO2 trừ N nước bằng N cháy. Xong nha. Xong ankin nha. Sang benzen nào. Sang benzen nào. Benzen. Benzen và ankin benzen thì có điều gì đặc biệt ạ? Benzen và ankin benzen điều gì ạ? Đồng đẳng ạ. Benzen và ankin benzen thì công thức tổng quát của cháu nó là CnH2n trừ 6 với điều kiện n lớn hơn bằng 6. Ok không ạ? Với điều kiện n lớn bằng 6, CnH2n trừ 6 điều kiện lớn bằng 6. Đồng đẳng nhá. Đồng phân thì chúng ta hay bị hỏi nhiều nhất là C8H10 có bao nhiêu đồng phân? Đấy là câu hỏi chúng ta hay bị hỏi nhiều nhất. Nào các cháu thử xem thì còn nhớ cho chúng mình xem C8H10 có bao nhiêu đồng phân ạ? C8H10 có bao nhiêu đồng phân ạ? C8H10 có bao nhiêu đồng phân các cháu? Xem các cháu có nhớ không ạ? C8H10 có bao nhiêu đồng phân ạ? Căng phết ạ. Bao nhiêu cháu còn nhớ ạ? Xem nào. C8H10 đây. Vẽ mặt chính. Hai thằng C dựng ngược lên. Một đồng phân. Vẽ mạch chính. Một thằng C dựng ngược, trục đối xứng, một thằng C còn lại đính vào đây. Đây là đồng phân số 1 nhá, đính vào đây đồng phân số 2, đồng phân số 3, đồng phân số 4. Vậy C8H10 có 4 đồng phân, nhớ chúng mình nhá. Thật nhớ đấy. Danh pháp ạ. Danh pháp ạ. Danh pháp thì nhớ chúng mình những cái tên thường của anh benzen thôi ạ. Đây cháu này là gì ạ? Cháu này tên là gì ạ? Cháu này tên là gì ạ? Đấy, nhớ mấy cái tên thường thường thôi ạ. Cháu này tên là gì ạ? Nhớ được mấy cái tên này là vui lắm rồi ạ. Anh này tên là gì? Metin benzen, hay còn được gọi là toluen. Chúng mình vẫn gọi là toluen. Được chưa? Cháu này tên gọi là gì ạ? Vinin benzen, hay còn được gọi là gì ạ? Styren. Được chưa? Cháu này là gì ạ? Cháu này dễ nhớ lắm ạ. Isopropyl benzen nhá, isopropyl benzen. Hay còn được gọi là gì ạ? Cái gì mà con trai có mà con gái không có ạ? Cumen. Đấy, nhớ nhá. Nhớ mấy cái tên gọi này nhá. Được chưa?
À, danh pháp này tính chất vật lý ạ. Tính chất vật lý. Thì benzen, benzen tồn tại ở điều kiện thường. Điều kiện thường thể lỏng sánh không tan trong nước. Nhớ chưa? Thế này thôi. Nhớ vậy thôi. Nhớ vậy là tốt lắm rồi ạ. Không cần phải nhồi nhét nữa nhá. Xong tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì đặc biệt nhớ cho chúng mình cái phản ứng thế vào vòng của benzen. Đây, anh benzen đây ạ. Anh benzen mà tác dụng với lại brom, bột sắt, nhớ nhá, bột sắt nhiệt độ tỷ lệ 1:1 thì nó sẽ thế vào vòng để nó tạo thành anh này ạ. Tên gọi nó là brom benzen. Nhá. Chưa xong đâu ạ. Tiếp tục ạ, à, phản ứng thế thứ hai hay thi là của anh toluen, cũng thế brom nhá, bột sắt nhiệt độ tỷ lệ 1:1 thì ưu tiên thế vào đâu các cháu? Các cháu nhớ không ạ? Ưu tiên thế vào đâu ạ? Nhóm CH3 là nhóm no, ưu tiên thế vào vị trí ốc thô hoặc vị trí para, nhớ chưa? Đây, ốc thô hoặc para. Nhớ nhá, phải nhớ đấy, không là toang đấy ạ. Tương tự như vậy chúng ta còn một phản ứng nữa hay thi nữa là toluen mà tác dụng với lại HNO3 trong H2SO4 đạt, được chưa? Thì nó tạo thành gì ạ? Đây cũng vào vị trí ốc thô hoặc para luôn, NO2 hoặc đây ạ, NO2. Các cháu nhớ chưa? Còn một phản ứng đặc trưng nữa là khi cho toluen. Chỗ này là tỷ lệ 1:1 thôi ạ. Khi cho toluen vào trong dung dịch HNO3, được chưa? Dư trong môi trường H2SO4 đạt thì cháu nó sẽ tạo thành trinitro toluen. Trinitro toluen, nhìn thấy chưa? Cộng với ba thằng nước. Ba thằng này, anh này kết tủa màu vàng. Tên của cháu nó là tri nitro toluen. Hay viết tắt là thuốc nổ TNT do ông Nobel tìm ra. Được chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ nhá. Không được quên đâu. Được chưa? Còn cái chút chút nhỏ nhỏ nữa thôi ạ. À, là benzen thì không làm mất màu KMnO4, được chưa? Còn toluen thì không làm mất màu KMnO4 ở điều kiện thường, nhưng đun nóng nhẹ thì sẽ làm mất màu, thì sẽ làm mất màu. Ok chưa ạ? Đấy, thế thì trên đây là chúng mình vừa hướng dẫn cho ông ta toàn bộ tổng ôn về lý thuyết của tụ hydrocarbon nhá. Được chưa? Bây giờ thì chúng mình có tủ 5 câu cracking hay thi bậc nhất cho các cháu. Được chưa? Bây giờ đến phần bài tập. Chúng mình có tủ 5 câu cracking hay thi bậc nhất dành cho các cháu. Thì bây giờ các cháu hãy cùng với chúng mình comment đáp án và cùng chiến đấu với chúng mình 5 câu này. Được không ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu chưa ạ? Ok. Câu số 1 nhìn nhá. Comment đáp án xem nào. Cracking dễ lắm nhưng các cháu cứ sợ thôi ạ. Đây chúng mình sẽ tủ cho cháu 5 câu. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Bởi vì những câu này cực kỳ dễ. Cracking M gam C5H12 nhá. Cracking ạ. Các cháu cứ sợ câu này. Rất nhiều cháu inbox chúng mình. Đến đây chúng mình cân cho các cháu nhìn. Ok ạ. Sau đây là về chương trình. Sau đây là chương trình cân 5 câu cracking kinh khủng nhất, hay thi nhất, nhiều nhất. Nào nhìn nhá. Rất nhiều bạn sợ cracking. Yên tâm, chú Minh đây rồi. Chú Minh độ C3H8. Ui nhiều thế, viết mỏi tay thế. Nhờ C3H8 C5H10 C4H8 C3H6 C2H4 Ui C5H12
H2. Dạ ôi dài thế. Khó. Đối với các cháu cứ dài là khó đúng không? Đốt cháy hoàn toàn X. Thu được nước. Số mol nước 8,64 chia cho 18 bằng 0,48 CO2. 17,6 chia 44 0,4. Ok chưa ạ? Dễ không ạ? Ở đây chúng mình có tận hai cách làm cho các cháu cơ. Cháu thích làm cách nào? Để bài hỏi giá trị của M. Cách số 1 nhá. Cách số 1 nhìn này. Thực chất thì đốt cháy thằng C5 mắt 12 này, đốt cháy thằng X thì đều như nhau bởi vì nó nung nóng trong bình kín. Vậy thì coi như là đốt cháy C5 mắt 12 đi. Thì phải mình tìm được số mol C5 12 bằng N nước trừ NCO2 không ạ? 0,48 trừ 0,4 bằng 0,08 ạ. Được chưa? 0,08 thì 0,08 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 5 cộng 12 bằng 5,76 g. Tô ngay được đáp án B. Ngon lành cành đào ạ. Dễ không ạ? Dễ cực. Cách số 2 là gì ạ? Thằng này hydrocarbon, thằng này hydrocarbon, tất cả bọn này là hydrocarbon đúng không? Thế có phải chúng mình luôn có một công thức thần thánh là khối lượng của hydro carbon có phải luôn bằng 12 lần nhân với n của CO2 cộng với lại 2 lần n của nước không ạ? Vậy là bằng 12 lần nhân với 0,4 cộng với 2 lần nhân 0,48 không ạ? Bấm máy tính thì nó cũng bằng bao nhiêu ạ? Nó cho mình bấm nhé. 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,48 bằng 5,76. Được chưa? 5,76. Chúng mình còn cách số 3. Quy đổi hỗn hợp này về carbon và hydro, bảo toàn carbon 0,4, bảo toàn hydro 0,48 nhân 2. 0,48 nhân 2 bằng bao nhiêu? 0,96. Đến đây bảo toàn khối lượng 0,4 nhân 12 cộng 0,96 nhân 1 bằng cũng bằng 5,76. Ba cách, thích làm cách nào làm. Dễ không ạ? Quá dễ. Sang câu số 2 nào. Sang câu số 2 nhá. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Giúp cho mình tag tất cả các bạn và cháu ở đây ạ. Nào. Cracking 40 lít butan cơ. Cracking 40 lít butan. C4H10 cho 40 lít. Thu được 56 lít. Hỗn hợp A gồm hydro này, C2H4 này, CH4 này, C2H6 này, C3H6 này, C4H8 này, C4H10. Dầu nhiều thế. Thế này thi kiểu gì? Đề khó thế. Thể tích cùng đo điều kiện nhiệt độ áp suất. Giả sử chỉ có phản ứng tạo ra sản phẩm trên hiệu suất. Ủa, hỏi hiệu suất. Căng ý. Nói cho mình làm nhá. Nhìn kỹ này. C4H10 thì cracking thì nó có thể tạo thành C4H8 cộng H2 đúng không? Nó có thể tạo thành C4H10. Nó có thể tạo thành C3H6 cộng CH4 đúng không? Nó có thể tạo thành là anh C2H4 cộng với C2H6 đúng không? Thế ở đây cái cháu nhìn này này. Bên này chỉ có một khí. Tạo thành bên này là hai khí. Được chưa? Một khí CH4 tạo thành hai khí. Vậy ở đây này, anh này là 40. Đây là ban đầu. Phản ứng thì ta chưa biết, đặt là x. Sau phản ứng, đây x nhân 2 bằng 2x. Vậy phản ứng đây là 40 trừ x. Đây là 2x. Được chưa? Vậy chúng ta có số mol khí sau phản ứng, đề bài cho này. Khí sau phản ứng là 56. Thì số mol cũng chính là thể tích tính toán bình thường. Vậy mình có này, 40 trừ x cộng 2x bằng 56, suy ra x bằng 16, hiểu không ạ? X bằng 16 xong rồi. Suy ra hiệu suất bằng 16 chia cho 40 nhân 100%. 16 chia 40 nhân 100 cho bao nhiêu? 16 chia 40 bằng nhân 100 bằng 40%. 40%. Dễ ợt. Dễ ợt ợt.
dễ hơn cả búp cháo luôn, đúng không ạ? Đấy, các cháu thấy dễ không? Đấy, chúng mình tủ cho các cháu 5 câu hydrocarbon cực kỳ hay thi về phần cracking nhá. Ok, ngon lành canh nào. Câu số 3, câu số 3 khó một chút nữa. Cracking khí butan C4H10 sau một thời gian thì thu được 45 lít. 45 lít hỗn hợp gồm CH4 này, C2H6 này, ui vân vân vân, kệ 4 đó. Không, nhưng vẫn phải ghi đấy ạ. C4H10 này, H2 này, C2H4 này, C3H6 này, C4H8 này. Căng nhờ. Hiro nữa. Đây là X. Cho toàn bộ X lội chậm qua dung dịch brom dư. Brom dư nó giữ lại hội nào? Nó giữ lại thằng CH4, C3H6, C4H8. Thu được 30 lít hỗn hợp khí Y. Vậy 30 lít Y này gồm CH4, C2H6, C4H10, H2. Thế mà đây nó hỏi là gì? Hiệu suất phản ứng cracking butan. Đây, quay trở lại cái phương trình để chúng mình viết. Các cháu nhìn nhé. C4H10. Mà nếu mà cracking thì nó tạo thành một thằng alken cộng một thằng hydro này, hoặc một thằng alken cộng một thằng ancan, một thằng alken cộng một thằng ancan. Vậy chuẩn ra nó có phải như này không? Chúng mình chơi kiểu này được không? Chúng mình viết thế này được không? Tổng quát ra có phải như này không nhá? C4H10 cracking thì tạo thành một thằng ancan cộng một thằng alken. Đúng không ạ? Được không ạ? Thế vậy ở đây này, ở đây chúng mình tìm được số mol alken được không? Số mol alken có phải bằng số mol ban đầu là 45 trừ đi 30 không ạ? Đúng không? Đây ban đầu không biết. Đây phản ứng. Đây sau. Thì có phải tổng là 45 lít mà chỗ này 30 lít, vậy chỗ này bằng 15 lít à? Vậy alken bằng 15. Được chưa? Đây 15. Được chưa? Vậy đây 15. Được chưa? Bây giờ mình cần tìm C4H10 ban đầu. Thế mà sau khi phản ứng mà tổng ở đây bằng 45. Sau phản ứng tổng bằng 45 nhá. Mà sau phản ứng ở đây có 15 cộng 15 là 30 rồi. Đúng chưa? Sau phản ứng là bằng 45 thì có phải là bằng, sau là 45 có phải bằng C4H10 cộng với lại ancan cộng với lại alken không? Vậy đến đây chúng mình tìm được số mol C4H10 dư là bằng 45 trừ 15 trừ 15 bằng 15 không? Vậy suy ra số mol C4H10 ban đầu là 15 cộng 15 thì bằng 30 không? Vậy tới đây chúng mình tìm được hiệu suất bằng 15 chia 30 nhân 100 thì bằng 50%. Đáp án đúng đáp án D. Đúng chặt luôn. Làm câu này lấy 10 hóa luôn còn gì nữa. Mấy câu này mấy câu tủ. Thế ở đây chúng mình làm ra một cái giải nhanh hơn nhá, là chúng ta luôn luôn có số mol alken luôn bằng số mol ancan phản ứng. Ancan phản ứng luôn bằng số mol của hỗn hợp tăng. Được chưa? Đóng khung cái này lại. Đây là với bài toán cracking. Nhớ chưa? Với bài toán cracking thì được ứng dụng như vậy. Sang câu 4 thế nào? Ứng dụng chưa, làm nhanh chúng mình chưa nào? 11,2 lít pentan C5H12 0,5 thu được hỗn hợp X. Trong đó chứa một hydrocarbon mà đem đốt cháy, gồm rất nhiều thằng mà đốt cháy một hydrocarbon trong này, đốt cháy hết toàn bộ hydrocarbon, đốt cháy toàn hết toàn bộ X thì thu được CO2 0,5 và nước 0,6. Được chưa? Trong đó có chứa một hydrocarbon mà khi đem đốt cháy hết toàn bộ hydrocarbon này thì thu được. Ui thế thì dễ. Thế thì mình nhìn thấy N nước lớn hơn NCO2. Vậy thì chắc chắn một thằng hydrocarbon này thì chắc chắn nó là alken rồi, và mình tìm được là số mol cháy của nó. Số mol cháy của hydrocarbon bất kỳ này bằng 0,1. Vậy suy ra nó là gì ạ? 0,5 chia 1 là C5H12,
Vậy suy ra hydrocarbon mà mang đốt cháy này chính là anh C5H12 dư. Được chưa? Và số mol của nó là 0,1. Thế mà C5H12 dư là 0,1 thì ở đây chúng ta sẽ tìm được số mol của C5H12 phản ứng có phải bằng 0,5 trừ 0,1 bằng 0,4 không ạ? Vậy tới đây chúng ta tìm được hiệu suất. 0,4 chia 0,5 nhân 100% thì bằng 80% không ạ? Quá dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng đấy. Sợ cái gì ạ? Có chú Bình đây còn kinh cái gì nữa? Chú độ hết nhá. Nguyên tim đi vào hết. Cân tim. Câu cuối cùng ạ. Cracking C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp gồm CH4, CH6, CH4, C3H6. Giờ mình ghi này để chơi thôi đúng không? C4H8, C4H10, hiro dư, kệ 4 đó, đi qua brom dư thì nó giữ lại hết tụi anken và thoát ra 25 lít y. Xong rồi đấy. Chúng mình có công thức gì giải nhanh đi ạ? Chúng mình vừa chứng minh ạ. Đây 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 đây. N anken bằng N ankan phản ứng bằng N hỗn hợp tăng. Được chưa? Vậy này, 35 mà thoát ra 25, vậy anken còn 35 trừ 25 bằng 10. Ok. Được chưa? Vậy mình có này, N của anken thì bằng N hỗn hợp tăng thì bằng 10 lít. Vậy suy ra N của C4H10 ban đầu mình cứ coi lít là số mol tính toán bình thường đi ạ, thì sẽ bằng là 10 cộng với lại 35 bằng 45. Được chưa? Vậy tới đây mình tìm được hiệu suất bằng số mol phản ứng là 10 chia 45 nhân 100. 10 chia 45 nhân 100 là bao nhiêu ạ? 10 chia 45 nhân 100 22,22. Ơ sao lẻ thế? Từ từ. Thoát ra 25 lít mà. Y 35 lít hỗn hợp hydro đi qua nước brom dư. Đúng rồi. 35 lít hiệu suất phản ứng cracking, 35 cộng 10 bằng 45. Đúng. Không có sai. 10 chia cho 45. Sorry các em, ở đề này chúng mình làm lỗi đề 22,2%. E. 22,2%. Ok. Cái này chúng mình làm lỗi ạ. Làm đề lỗi ạ. Ok. Cái buổi live ngày hôm nay chúng mình giúp các cháu tổng ôn về kiến thức của hydrocarbon và tụ cho các cháu 5 câu cracking hay thi nhất. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi tất cả các buổi live stream chúng mình, đã xem video live stream chúng mình lại về tường. Và cảm ơn tất cả các team 2K3 đã theo dõi chúng mình từ trước đến nay. Chuẩn bị sang 12 rồi. Chúng mình cũng chuẩn bị dạy kiến thức lớp 12 cho 2K3. Cháu nào mà muốn đăng ký các khóa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh để tìm hiểu về tất cả các khóa học của chúng mình dành cho lớp 12 năm sau. Rất là hy vọng thật là nhiều team 2K3 về về team với chúng mình. Và nhớ, nếu mà đạt được điểm cao thì nhớ gì ạ? Nhớ báo cho mình biết nhé. Bye bye, chào tạm biệt 2K3.